Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Cương Cầu. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn thế nào là cách vệ sinh sân an toàn. Đây, đầu tiên những thiết bị cần dùng để mà vệ sinh một cái sợi dây sân, cho dù là sân cao su hay sân sắt, thì đó chính là cần phải là một cây xúc xích, một cây đũa, một cái bàn chải đánh răng cũ xài hư dục sử dụng hay gì đó lấy xài được rồi, một cái khăn sạch nhỏ không cần quá bự, khăn rẻo hay gì thôi, một cái áo cắt rẻo cũng được, một chai xịt sơn tùy loại bạn thích xài loại nào, một cục gỗ bự hoặc là những cái ắc quy hay những cái gì đó cũng kê được đây, và một cái bìa cạc tông hoặc là một cái bao cứng tí xíu là ok. Ngoài ra sẽ là một chai nước suối, có thể mình xài một chai nửa lít thôi, không cần xài chai lớn cỡ này, tại này làm hơi lố, đục nhỏ cái lỗ nhỏ phía trên. Và bây giờ mình sẽ vô chi tiết cho các bạn biết là chúng ta vệ sinh sân là phải như thế nào. Đấy, đầu tiên là chúng ta theo như cách mà mọi người hay làm á, thì là người ta sẽ là nổ máy lên vô số các kiểu. Đây thì bây giờ chúng tôi sẽ thử cho các bạn coi cái cách đó nha. Đó, bây giờ sẽ nổ máy vô số. Và bây giờ mình sẽ nói cho các bạn biết cây xúc xích là để làm cái gì. Cây xúc xích này hả, là để thử cho các bạn biết khi các bạn nổ máy, các bạn vệ sinh sân, cái hậu quả nó sẽ như thế nào. Hãy nhìn nhé, tôi chỉ làm một lần thôi nhé. Nhìn đây. Đây. Đây là cái ngón tay của bạn. Đây, bên trong có cái đũa là xương. Đây các bạn thấy. Chỉ cần bạn đút vô ngón tay của bạn, thịt đây, xương của ngón tay của bạn đây sẽ bị gãy rời như thế này. Cây đũa này rất là cứng, cứng bằng cái xương của bạn đấy. Đây, cây xúc xích này là nhiệm vụ để tôi cảnh báo mấy bạn rằng các bạn đừng bao giờ vệ sinh sơn hoặc là xịt sơn mà nổ máy. Lúc đó thì các bạn đứt một đốt, hai đốt hoặc đứt cả ngón là chuyện bình thường. Tôi có rất nhiều người bạn đã bị đứt ngón tay. Vì thế đừng bao giờ nổ máy hoặc là nghe theo bất cứ ai mà làm cái chuyện đó. Nó chỉ tiết kiệm được một chút xíu thời gian thôi, nhưng nó để lại hậu quả suốt cả cuộc đời bạn. Nhớ đó. Thành ra việc vệ sinh sơn đó hả, chỉ đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta lấy một cái khay. Xe chúng ta có thể dựng đứng được nếu mà có chống đứng. Còn nếu không có chống đứng, chúng ta sẽ đá chống nghiêng. Sau đó chúng ta sẽ kê bình ắc quy vào một vị trí phía bên kia, có thể là dưới cổ bô hoặc là dưới một cái chỗ nào đó cứng. Thì lúc đó cái xe của bạn sẽ tự động, cái bánh nó sẽ hỏng. Ở xe này thì nó có sẵn cái chống đứng, nên tôi sẽ sử dụng chống đứng. Đây, một cái khay. Đây là chai dầu hôi, bỏ sẵn dầu hôi. Trên nắp có đục cái lỗ nhỏ bằng cái kim thôi. Đó. Sau đó chúng ta sẽ để yên, vừa vệ sinh sơn, vừa xịt sơn, vừa chà rửa sơn. Đấy, theo như tôi làm rất là nhẹ nhàng, cứ từ tốn, không vấn đề gì cả. Đúng rồi, chúng ta cứ xịt tới xịt lui và rửa sơn thôi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy tôi vừa xịt dầu hôi, tôi vừa chà, bây giờ sơn nó đã bóng lưỡng, khác với chuyện trên đây giờ. Và khi mà muốn tới vị trí kế tiếp, chúng ta chỉ việc là quay. Và cái động tác quay này nè, nó rất là quan trọng. Chúng ta không có quay xuôi chiều như thế này. Lỡ như chúng ta đang quay, chúng ta để ngón tay vô, chúng ta quay tay, nó kẹt ngón tay cũng rất là đau. Chúng ta sẽ luôn quay ngược chiều bánh xe. Đấy. Và mình vệ sinh một đoạn nào xong, mình dừng lại ở đoạn kế tiếp và lại thế là xịt sơn. Rồi, cứ thế mà làm. Xong cái mặt bên đây, chúng ta sẽ đổi mặt. Chúng ta có thể rửa ở mặt trên đây của sơn. Đấy, chúng ta cũng có thể rửa, rửa mặt trên, mặt dưới. Cứ như vậy mà chúng ta sẽ rửa hết sợi dây sơn. Mà chúng ta chỉ việc là đẩy tay. Và nên luôn nhớ là chúng ta đẩy ngược chiều và chúng ta đẩy ở phía dưới. Thì lỡ như chúng ta có để tay vô đây chẳng hạn, thì khi chúng ta quay ngược chiều như thế này, nó cũng sẽ không bị. Đấy. Và sau khi chúng ta rửa xong, chúng ta sẽ có nhiều cách để xử lý nó bằng. Tại vì rửa bằng dầu hôi mà mình phải xử lý nó. Thì có một cách là chúng ta sẽ bỏ vòi nước xịt áp lực mạnh. Chúng ta xịt mạnh vào thì dầu hôi kèm theo cát đất sẽ bay ra. Còn nếu chúng ta không có vòi nước mạnh, chúng ta phải rửa bằng nước nhẹ. Sau đó chúng ta lấy một cái khăn nhỏ giữ trên sợi sơn, vừa giữ vừa xoay
xoay tay thôi nha, không được thoải mái nha. Đó, mà chúng ta cứ xoay như vậy, tự thắt sơn nó sẽ được bôi sạch sẽ, chùi sạch sẽ hết. Đó, sau khi chùi sạch sẽ hết, đây, chúng ta bắt đầu sẽ xịt sơn. Thì cái này tôi chỉ làm ví dụ một đoạn mà tôi mới xịt thôi. Và khi xịt sơn chúng ta sẽ làm như thế nào? Đây, chúng ta kiếm một cái bìa hoặc cái gì đó. Đây, đây là một cái đoạn mà tôi đã vừa vệ sinh xong. Thì khi mà chúng tôi xịt, lắc đều cái chai trước khi xịt. Sau đó chúng tôi sẽ xịt nhẹ nhàng phía ngoài trước để cho nó chống rỉ sét bên ngoài. Sau đó mới xịt nhẹ vào các mắt bên trong, kéo đều ta từng đoạn một. Đó, sau hết đoạn đó, tôi lại quay tiếp cái đoạn kế tiếp chẳng hạn. Đó, và tôi vẫn cứ làm như thế, nhẹ nhàng từ tốn. Cứ nhẹ nhàng từ tốn mà thôi. Đó, làm đến khi nào hết sợi sơn của bạn. Thật ra thì chỉ cần quay vài lần thôi là hết sợi sơn thôi, nó không có tốn quá nhiều thời gian của bạn. Đây, mình rút ra kinh nghiệm chính là đừng bao giờ lười biếng. Nếu bạn lười biếng thì đừng tự làm, bỏ tiền ra ngoài người ta làm. Còn nếu đã tự làm thì phải an toàn cho bản thân mình. Nhiều người nói nổ máy, ôi đâu có sao đâu, tôi nhớ tôi biết mà. Nhưng mà tôi nói thiệt, chẳng hạn như giờ tôi đang làm sơn đây, có một đứa con nít hay là một ai đó lại nói chuyện hay là gì đó, rồi vô tình thấy cái bánh xe quay đút cái tay vô một cái, đứt ngón tay, rồi ai chịu trách nhiệm cho bạn? Tai nạn luôn không thể báo trước, vì thế hãy cẩn thận là tốt nhất. Chúc các bạn có một sợi dây sơn vui vẻ.